cảm nhận hơi thở. Cảm nhận cơ thể. Cảm nhận cảm giác toàn thân. Hít vào an tịnh. Thở ra lắng dịu, dễ chịu. An tịnh, lắng dịu. Dễ chịu, ngọt ngào. Rõ biết phía trước mặt. Sáng tỏ phía trước mặt. Cảm nhận không gian nơi này. Cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này. Cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này và trời đất này. Tâm rộng mở. Cảm nhận sự an tịnh rộng lớn của trời đất này. Trong tâm rộng lớn này, khởi lên cảm giác thương mình thật nhiều. Thương mình thật nhiều. Ta quay về núi rừng chăm sóc cho chính mình. Ta quay về tự thân chăm sóc cho cảm thọ. Ta quay về hải đảo của tự thân. Tâm thương mình thật nhiều và tâm thương này lan tỏa ra.
tất cả hữu tình chúng sanh. Tâm thương rộng lớn này lan tỏa khắp hữu tình chúng sanh trong vùng trời đất này. Thương thật nhiều. Thương thật nhiều tự thân mình và hữu tình bị chìm đắm. Trong những tham muốn, dục vọng, thì trôi dạt trôi lăn, phiêu bạt, ở trong biển dục, trong sông ái, trong lòng khao khát, thèm khát, đói khát, khát ái. Thương mình và thương hữu tình thật nhiều trong những cảm thọ thiêu đốt, bốc cháy, lòng sân hận, tức giận, phẫn nộ. Lòng thương này như dòng nước rót vào tim, thương tự thân mình vì một cái tội to lớn, vì một cái bản ngã ta đây đã làm khổ mình, khổ người, khổ hữu tình chúng sanh. Như một cái bản ngã to lớn đè nặng trên đầu, trên cổ, đè nặng trong tỷ não, trong tâm can. Thương thật nhiều, thương mình và thương hữu tình chúng sanh. Vì cái tôi, cái ta này mà khổ hoài, khổ mãi, khổ triền miên. Thương thật nhiều tự thân mình và chúng sanh mù lòa ở trong bóng đêm của vô minh, trong bóng tối của si ám. Vờ quảng ở trong màn đen, trong trường dạ đêm dài hắc ám, si mê. Thương thật nhiều, thật là nhiều. Thật là nhiều, thật là rộng, thật là lớn. Thật là bao la quảng đại là tình thương này.
Tâm ơi, tâm ơi, tâm thấy khổ chưa tâm? Tâm ơi, tâm có thấm khổ chưa tâm? Tâm có biết khổ chưa tâm? Về đi thôi, tâm ơi, về đi, trở về đi, mau về đi. Đừng có đi lang thang nữa. Đừng có vất vơ vất vưởng nữa. Đừng có vất vơ vất vưởng nữa. Tâm ơi, hãy quán chiếu. Kiếp sống mong manh này, có gì là chắc chắn? Có gì là bền lâu? Tâm ơi, hãy nhìn sâu. Có gì là trường cửu? Có gì là kiên trụ? Có chi là mãi mãi? Có chi là vĩnh hằng? Chỉ một điều chắc chắn. Chỉ một điều chắc chắn. Tất cả đều sẽ chết. Kết thúc trong sự chết.
không vượt qua khỏi chết. Trời mong manh vô thường, đời mong manh vô thường, như một món đồ gốm như một món đồ gốm dù chưa nung đã nung, tất cả rồi sẽ bể. Kết thúc trong sự bể, không vượt khỏi tánh bể. Ôi thế gian nguyện mộng, ôi cuộc đời rỗng không, ôi nhân sinh tạm bợ, ôi ôi kiếp người trong mơ. Trong một giấc mơ, ôi nhân sinh tạm bợ, ôi kiếp người trong mơ. Ôi trần gian hư ảo, ôi thế giới kịch trường, một vở kịch là một tuồng kịch, và mọi người đang đóng kịch với nhau. Đang đóng tuồng với nhau. Những tuồng giả dối, xảo trá. Tham lam ích kỷ, hơn thua đố kỵ, bản ngã ta đây.
trong mấy chục năm. Ồ, thương yêu hận, giận ghét, hơn thua giật giành. Và cuối cùng là tấm màn kéo lại, là chung kịch, là trong nước mắt. Trong hơi tàn, trên giường bệnh, là trong những tâm tiếc nuối, hoảng sợ, buồn đau và sầu khổ, là chung kịch, là kéo tấm màn xuống, thì hiện ra một năm trò. Kéo tâm mạng xuống thì hiện ra một tử thi, một quan tài, một đấm mồ xanh cỏ. Hãy kéo tâm mạng xuống thì hiện ra một hũ cốt, một hũ hài cốt, di cốt, xương cốt. Ôi trần gian hư ảo, ôi trần gian hư ảo, ôi thế giới kịch trường, ôi nhân gian điên cuồng, trong dại khờ huyễn tưởng. Tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo, và cái tâm quay cuồng ở trong dục, tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Một cái tâm quay cuồng, một tâm quay vòng vòng, một tâm cuồng loạn, điên loạn ở trong những dục vọng sân si, ở trong những ganh tị đố kỵ, ở trong những hơn thua tranh đua giật giành. Ở một cái tâm mê loạn, dài khờ trong quyển tưởng, thì chạy theo những ảo tưởng, những mộng tưởng, những hư tưởng, những huyễn tưởng. Ôi đêm dài vô thị, ôi luân hồi khốn cùng, ôi vô minh phong tỏa, ôi khát ái nhận chìm, ôi tham sân rực lửa, ôi thống khổ bủa vây. Những ngọn lửa chiến tranh đã bùng lên, những mưa bom lửa đạn đã rơi xuống, đang rơi xuống
và sẽ rơi xuống và đã khơi mào khởi động cho thế chiến thứ ba, là chiến tranh thế giới. Đầu rơi máu đổ, con mất cha mất mẹ, vợ mất chồng, anh chia lìa em, ông cháu bà cháu ly tán. Là nhà tan, là cửa nát, là những thành phố sừng sững trong tích tắc trở thành cát bụi, hoang tàn, lầm nước mắt. Là nước mắt, là máu, là sinh mạng. Ôi tham sân rực lửa, tham sân đang bốc cháy trên cuộc đời này. Sự đau khổ đang hiện hữu trên cuộc đời này. Sự thống khổ đang có mặt trên cuộc đời này. Với những nội tâm hôn mê, si ám, vô minh đầy sân hận và bản ngã, nhanh chân thoát ra ngoài, nhanh tay buông bỏ hết, nhanh, nhanh, nhanh chạy khỏi nhà lửa, nhanh, nhanh vượt khỏi hiểm nguy. Nhanh mau lên tâm nhé, mau nhanh lên tâm nhé, không còn kịp đây kìa, không kịp nữa đây kìa, mau nhanh lên tâm nhé, không kịp nữa đây kìa. Tia cầu đang bốc cháy, thế giới đã chiến tranh, nhân loại cứ giật giành, muôn loài mãi đua ganh. Thôi nay ta về lại
về lại với trời mây. Hồi nay ta về lại với núi đồi. Chúng ta mở mắt ra, mở tâm ra, mở thọ ra, phóng tầm nhìn rộng lớn cùng khắp không gian. Hồi nay ta về lại với trời mây. Hồi nay ta về lại với núi đồi. Về lại ngồi nơi đây nghe chim hót giữa rừng cây. Gió thoảng mây bay. Không gian trong mát trong lạnh. Chim hót trời xanh mây trắng. Về với bầu trời rộng. Về với chim cỏ cây. Về với mặt đất dày. Về với thiên nhiên đẹp. Về với đại ngàn mây. Hồi nay ta về lại với trăng đầy, về lại với ngàn mây. Hồi nay ta về lại với ánh dương buổi sớm, chúng ta nhìn mặt trời đi. Nay ta về lại ngắm mặt trời lên, ngắm nhìn thiên nhiên rộng rãi bao la, cảm nhận sâu sắc sự an bình, sự an tịnh, sự an lạc, sự an ổn và an vui tối thượng này. Ta hạnh phúc biết dường nào, ta hạnh phúc biết bao nhiêu, ta an lạc biết là bao nhiêu. Cảm nhận đi. Cảm nhận đi. Cảm nhận đi. Về, về, về đi thôi. Về với tâm hiền thiện. Về, về với ý hiền lành. Về, về với lòng bí mẫn. Về, về với dạ yêu thương. Về, về đi thôi, về với tâm hoan hỷ, vui vẻ hạnh khiêm nhường. Về với tâm buông bỏ. Buông bỏ lòng ghét ganh.
về với tâm quảng đại, về với tâm vô biên. Về với tâm vô lượng. Tâm tràn đầy tình thương. Về với tâm tuệ trí. Tuệ trí thân tâm mình. Nhìn kỹ cảm thọ pháp. Hằng quán chiếu ngày đêm. Sống chánh niệm tỉnh giác. Sống ý thức rõ ràng. Sống nội soi năm uẩn. Sống tẩy sạch tham sân. Sống nhiếp phục chế ngự nội ngoại sáu xúc xứ. Sống phòng hộ bảo vệ sáu căn môn thật kỹ. Sáu căn xúc sáu trần không ưa thích ghét bỏ. Tâm chánh niệm trú xả. Tâm chánh niệm trú xả. Luôn thực hành như thế là bậc đáng cúng dường. Là bậc đáng tôn kính. Là bậc đáng tôn trọng. Sống quay về tự thân. Luôn nhìn kỹ tứ đại. Không đi theo tập khí. Không đi theo thói quen. Không đi theo thúc dục. Không đi theo ái tham. Không đi theo sân hận. Không đi theo bản ngã. Không đi theo ngoại cảnh. An trú nội tâm này. An trú niệm xứ này. An trú chánh trí tuệ. Chiếu soi khắp căn trần. Luôn bảo vệ ba nghiệp.
an tịnh lắng dịu hiền, luôn an trú cảm thọ, toàn thân để nhận biết. Luôn nội tâm tỉnh giác để thấy rõ tham sân. Thường xuyên luôn nhìn lại những cấu nhiễm trong mình, nhiệt tâm tẩy sạch chúng, nhiệt tâm nhìn ngó xem, nhiệt tâm quán sát kỹ, như lý giác sát chúng, như lý tác ý mạnh, luôn tận hang ổ giặc, đánh tan tác nội ma, đánh tan tác gian tà, đánh tan tành bản ngã, đánh đổ sập dục ái, đánh ngã gục ham mê, đánh xuyên thủng vô minh, đánh phá vỡ lậu hoặc, quyết thoát khỏi tử sinh. Đánh tan tành bản ngã, đánh đổ sập dục ái, đánh ngã gục ham mê, đánh xuyên thủng vô minh, đánh phá vỡ lậu hoặc, quyết thoát khỏi tử sinh. Con mời Chư Tôn và Chư Hiền chúng ta trở chân và đứng lên từ từ. Chúng ta đảnh lễ tám đúng của Bậc Thánh.
bằng tất cả tấm lòng thành kính. Chúng con đảnh lễ sự thấy đúng của Bậc Thánh. Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ sự nghĩ đúng của Bậc Thánh. Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ sự nói đúng của Bậc Thánh. Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ sự làm đúng của Bậc Thánh, sự sống đúng của Bậc Thánh, sự siêng đúng của Bậc Thánh, sự quán đúng của Bậc Thánh, sự định đúng của Bậc Thánh. Không mà chị Tô mà chị Hiền chia sẻ cảm xúc thiền quán và cảm thọ khi về núi.
ưu tiên cho các vị từ xa mới về. Chúng ta chia sẻ cảm thọ của mình. Dạ kính thưa quý thầy, kính thưa quý ni sư và toàn thể đại chúng. Dạ con tên là Sang, con 32 tuổi và đang sinh sống ở Sài Gòn. Thì cái cảm nhận mà khi về núi thì rất là an vui, rất là hạnh phúc, bởi vì không khí ở đây rất là mát mẻ. Thì đối với câu chuyện của con thì là câu chuyện của một người trẻ được sống chậm lại sau những cái sự nỗ lực phấn đấu để mà mình làm việc cho những cái công ty trong cái lĩnh vực của mình. Thì khi mà quay về núi và sống chậm, đây là lần thứ hai con lên với Linh Quy, thì con rất là biết ơn quý thầy, quý ni sư cho những cái buổi ăn cơm, cho những cái buổi pháp thoại, những cái buổi mà được ngồi yên. Thì con cảm thấy rằng là trong những cái giờ phút hiện tại, con được sống với lại cái giáo pháp mà sư phụ có thể nói vui là lúc nào sư phụ cũng nói giáo pháp. Nhiều khi cái tâm con bị loạn á, nhưng mà con đi qua cái bếp, cái nghe pháp thoại của sư phụ như vậy là con quay lại con địch. Thì đó là cái điều rất là hạnh phúc đối với con. Xin chân thành cảm ơn. Các vị mới về núi đó đừng ngại chia sẻ cảm xúc của mình. Sáng nay ngồi giữa đại ngàn trời mây, được hít thở không khí trong lành, nghe chim hót gió thoảng, đón bình minh nắng sớm, nghe những lời pháp của Đức Phật, cảm thọ mình lúc đó như thế nào. Tập từ từ đi, hình bóng trong tâm, cảm giác và những suy nghĩ như thế nào mình chia sẻ lên làm bài tập. Những thưa sư phụ và toàn thể đại chúng, dạ từ lúc sáng đến giờ, con trong tâm con cứ bị hôn trầm buồn ngủ rất là nhiều. Thật sự là con sinh sớm mối là con cũng chưa có thật sự cảm nhận được cái sự yên bình ở nơi đây. Con xin cố gắng tu tập để cảm nhận được ở nơi đây. Con cảm ơn. Từ từ cảm nhận. Mình bị hôn trầm, mình phải đánh đuổi cái hôn trầm đó ra, đừng để nó xâm chiếm mình. Giống như nhà mình có ăn trộm vô, mình phải la lên, mình phải đuổi đi. Rồi mình để im ru vậy thì nó sẽ tấn công, nó xâm chiếm, nó áp đảo mình. Thì hôn trầm là một trong năm cái thứ làm cho che lấp tâm, mờ tối tâm, làm cho tâm tác thành mù lòa, tác thành không mắt, yếu ớt trí tuệ. Cho nên trong cái lúc mà mình nghe pháp, mình hành thiền và mình tu học, nếu mà hôn trầm xuất hiện là lập tức mình phải dùng tất cả mọi cách có thể để mà mình đánh đuổi cái cảm thọ đó ra khỏi thân tâm của mình. Vì cái cảm thọ đó Đức Phật nói là nó làm cho mình tác thành mù lòa, tác thành không mắt, yếu ớt trí tuệ, tâm mờ tối. Nhớ kỹ đó ha. Tốt, trình pháp vậy là tốt đó. Có sao nói vậy, cho chồng pháp ta. Thường thường ta nói là nói cái hay của mình không à. Cái người mà có cái dở, có cái chật, ít ai dám nói lắm. Mà hiền giả mới lên mà nhận diện cái chân thật như vậy là tốt. Rồi mời các bạn khác.
Con xin chào thầy, con xin chào các quý sư thầy và ly cô và các cô các bác ở đây ạ. Con tên là Lan, con ở Hà Nội, con hiện tại con đang sống ở Cầu Giấy. Thật sự cảm xúc của con bây giờ đang hồi hộp quá. Lần đầu tiên con được đến chùa Linh Quy ở đây. Và lần đầu tiên con được tham gia cái khóa như thế này. Cũng thời gian gần đây con cũng rất là mong muốn được duyên ở ngoài Bắc cho tiện di chuyển. Nhưng mà hiện tại thì ở ngoài Bắc chưa có. Thế là con được biết cái nhân duyên ở chùa Linh Quy ngày 15 tháng 4 này khai giảng. Và con quyết định vào đây. Thì đây là lần đầu tiên con được tham gia từ lúc 4 rưỡi sáng. Thật sự là ở ngoài đời thì con là một người kinh doanh. Thì thưa thầy và thưa các quý thầy và quý sư cô và các cô các bác ở đây cũng biết là ở ngoài mà mình làm kinh doanh thì cuộc sống tấp nập, hối hả và tính toán. Nhưng khi vào đây thì được ở trên giảng đường, được nghe các quý thầy, quý cô giảng cho những điều con không nhớ được nhiều hết, nhưng con đại loại con cũng nhớ được một chút là không nóng giận này, không tham lam này, không ích kỷ này và nhiều những điều khác. Thì tự nhiên con thấy giật mình, con thấy rằng là mình có những cái điều lỗi, điều tội mình cần phải thay đổi, mình cần phải sửa lại bản thân mình. Và cho đến giờ phút này khi được tĩnh tâm lại này và cuộc sống sống chậm lại này, con cảm thấy cuộc sống rất là ý nghĩa. Con không biết nói gì hơn, con mong rằng từ đây cho đến hết khóa, con mong rằng con sẽ được học nhiều Phật Pháp ở nơi đây, thấm nhuần lời của thầy, lời của chư thầy và các sư ly ở đây cùng các cô các bác, cho con những điều hay lẽ phải của Phật Pháp để con về tu sửa lại dần dần cho hoàn thiện bản thân hơn. Như cái câu cuối cùng ở trên giảng đường là xứng đáng là người con của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật ạ. Có vị nào đã từng dự một khóa rồi chưa ạ? Mời cô Liên ở Lào Cai chia sẻ cảm thọ của mình đi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, sư phụ, kính thưa tất cả các thầy, các cô và cùng các bạn thiện chí. Con xin giới thiệu, con là Liên, con ở thành phố Lào Cai. Và khi con biết nhân duyên, trước kia con tu theo tịnh độ và con suốt ngày con cứ đọc sách và cứ nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không và chỉ biết mỗi câu A Di Đà Phật. Và khi con vào đến đây thì con thấy cái không khí ở đây thì tuyệt vời, và nhất là cái tình người của cái sự chăm sóc của các thầy các cô, cái giờ ăn giờ nghỉ hoặc là tất cả mọi cái ứng xử của mọi người, của bạn đạo rất là tuyệt vời và dễ chịu. Cho nên là con ở đây con lại ngủ được, con lại thấy sức khỏe của con là rất là tốt. Và nhưng con có một cái hành nó cứ nổi lên là cái câu trong đầu con, con không niệm chủ niệm mà là cái câu A Di Đà Phật nó cứ nổi lên, thế là con cứ phải dẹp. Và khi con đọc sách hoặc con nghe pháp cái câu đấy, hoặc nhất là khi ngồi thiền thì câu A Di Đà Phật của con nó vẫn cứ nổi lên. Thì bây giờ con cũng phải từ từ con dẹp đi, và để con lại có cái câu mà
an tịnh, lắng dịu và dễ chịu. Cái câu như là một câu thần chú, khi con nói cái câu đó trong tâm thì tự nhiên là cái cảm giác hoặc giả là cái câu A Di Đà Phật của con nó lại lặng đi, con lại niệm bằng cái câu đó thì con thấy rất là dễ chịu. Và mọi thứ ở đây con rất là cảm ơn sư thầy, cảm ơn tất cả các thầy, các cô và tất cả các bạn ở đây đã cho con một cái môi trường rất là tốt. Và con nguyện là cái quỹ thời gian của con là còn ngắn lắm, cho nên con cố gắng con học tập thật tốt, học để làm sao mà nắm được cái giáo pháp này để con đến cái kiếp vị lai của con đỡ bị luân hồi. Con cảm ơn tất cả mọi người ạ. Đừng có tiếc cái mấy cọng tóc. Con ngồi xuống đi rồi con chia sẻ với cô một chút. Dạ. Vừa rồi cô cũng dự khóa tu ở Chùa Đồng, Hà Nội. Ở đây là con chia sẻ chung tất cả cho mọi người phát tâm. Thì cô cũng mong muốn được vào khóa tu Xuất Gia Giao Duyên. Hồi lúc đầu định là cạo tóc, nhưng mà tự nhiên giờ lại sợ. Đừng sợ. Đừng có sợ, không sợ, tôi chết đó. Bây giờ là đã bước qua cái tuổi không phải là lên tới hơn 60 rồi. Con gần 70 rồi ạ. Đó, thất thập cổ lại hay, mọi người có ủng hộ cho cô cạo tóc không? Và tất cả các giới tử đã về đây dự được các khóa tu 2 tuần. Thì con có một cái lời khích lệ, khuyến khích, khích lệ, mong muốn để cho quý vị đừng có tiếc mấy cọng tóc này. Có khi mình đâu có biết cái sanh tử, cái vô thường, cái biến đổi của thế gian này. Mình chưa chắc gì mình có được một cái khóa tu lần thứ hai trong cuộc đời của mình. Bao nhiêu công việc, bao nhiêu gia đình, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu bận rộn tất bật của cuộc sống, chưa chắc gì mình có lần thứ hai. Và có những cái vị là con xin thưa là ở rất là xa xôi, bỏ công việc của mình. Và có những nhiều vị trẻ luôn, đang làm vậy đó, rất có tiền, bỏ ngang để mà được thực hiện cái ước mơ của cuộc đời mình một lần trong kiếp người là cạo tóc. Tại sao mình lại yếu đuối? Tại sao mình lại thối lui? Tại sao mình lại rút lui? Mình phải tiến lên, tiến lên và tiến lên. Đức Phật nói công đức xuất gia là vô lượng. Mở bài công đức xuất gia đi. Công đức xuất gia là tối thượng, là siêu việt, là tất cả những cái pháp hữu vi ở trong thế gian này không thể sánh nổi. Chỉ giàu cho được một ngày xuất gia thôi, mà sống với một cái tâm viễn ly ly tham giải thoát, thì công đức vô vi vô lậu có thể dẫn mình đến sự nhập lưu thành tựu chánh chi kiến tối thượng của bậc thánh. Gieo cái chủng tử thôi, gieo cái hột giống thôi. Và có ông bạn của cô Mừng ngồi đây, mạnh mẽ lên, cũng lên hàng 7 chưa? Chưa. Xong mấy? Xong 2 là cũng một kiếp người rồi, mạnh mẽ lên. Công đức xuất gia là tối tôn, tối thượng, tối thắng, tối cao. Cố gắng lên. Đứng lên cho nó mạnh mẽ. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Phóng tầm mắt cao hơn núi Tu Di, sâu hơn ngàn biển cả, rộng hơn cả hư không. Công đức xuất gia không thể nghĩ bàn, xuất gia vốn hạnh lý chân, khoác thân pháp phục theo chân đại tư. Lời danh quyến thuộc rời xa, độc cư thanh tịnh, sống đời xa ly. Oai nghi giới luật nghiêm chi, thừa
hương hành chánh niệm nhân duyên tỏ thương. Khổ không vô ngã vô thường, dốc tâm tu đạo hoằng dương pháp thế giới đầy ngũ trược, con thề nguyện bước vào đại hung lập nguyện quyết tâm tu hành. Xuất gia giới hạnh thành cao, tu hành lợi lạc ngã thương cho đời. Xuất gia giới hạnh thành cao, chúng con xin nguyện nói gương đại từ. Mình cố gắng mình mạnh mẽ lên, thân pháp phục theo chân đại tư, cố gắng mình mạnh mẽ lên. Có những người người ta mong muốn giàu được xuất gia một ngày mà người ta chết là cũng mãn nguyện, trong khi mình được cái duyên mình bỏ rất là ổn, tiếc gì mấy con tóc này. Chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những người ta vì những cái việc không đau, đừng có đợi tới lúc bị ung thư là nó cạo tóc ổn. Mái tóc này trước sau gì rồi cũng bỏ. Thân xác này rồi trước sau gì cũng tàn. Có những người đi chơi mà phải chịu những cái mạo hiểm, thậm chí là mất mạng rất là nhiều. Mà mình đi tu mà rủ như nó có chết đó thì mình sanh thiên giới lên, chịu không? Mà tu không có chết, mình thấy không? Gì những cái chuyện hết sức là vô ích, nói qua nói lại hay là ca hát karaoke mất mạng, nhìn bằng ánh mắt thôi có thể là không còn sống nữa, vô thường rất là mau chóng. Và mình phải biết nắm bắt những cái cơ hội quý báu trong cuộc đời, khi cái thiện tâm nó phát lên, khi cái tâm viễn ly, cái tâm thoát ly, cái tâm xuất ly, cái tâm xả ly, cái tâm xuất gia, thì cái đó là cái thời khắc còn hơn kim cương, còn hơn chúng số độc đắc nhất hành tinh này, hơn tất cả mọi thứ. Vì sao? Vì mình được nếm được cái hương vị đạo tịch tịnh xuất thế. Mình nếm được, mình trải nghiệm được những cái trải nghiệm tối thượng mà trong vòng luân hồi sanh tử vô lượng vô biên kiếp này mình chưa từng trải nghiệm. Người ta ở nước ngoài đó, người ta trải nghiệm đi làm ăn mày,
đóng mấy trăm đô la để được đi ăn xin. Phải đóng hàng trăm đô la để được chết vô nằm trong cái hòm đó, chết giả. Người ta muốn trải nghiệm á, tại sao mà mình không trải nghiệm để thành bậc hiền trí giải thoát? Các bạn trẻ biết phải không? Trải nghiệm chết nằm vô hòm, trải nghiệm đi ăn xin phải đóng bao nhiêu tiền, trải nghiệm đi làm mướn ở đợ mấy con người nhà giàu đó, phải trải nghiệm những cái đó. Nhưng mà những cái trải nghiệm đó không có một trải nghiệm nào thật sự là trải nghiệm, chỉ có sự trải nghiệm để xuất trần thoát tục, trải nghiệm một cuộc sống hiền trí của các bậc hiền thánh, thì sự trải nghiệm này là tối thượng, tối cao, tối thắng, tối tôn, tối đệ nhất. Cho nên các bạn nào có thể phát tâm xuất gia thì hãy vững mạnh lên, tiến bước lên, đừng e sợ, vì chưa chắc trong đời người của mình còn có lần thứ hai. Mạnh mẽ lên chưa? Mạnh mẽ chưa? Ai thuộc cái bài sống mạnh mẽ, đọc cho mọi người đọc theo đi. Mạnh lên, đọc phải đọc mạnh lên. Sống mạnh lên, sống mạnh lên, sống mạnh lên. Các con thương mến, các con thương mến. Lặp lại ba câu. Sống mạnh lên các con thương mến, sống mạnh lên các con thương mến. Sống mạnh lên các con thương mến. Sống thân tâm vực dậy kiên cường, sống thân tâm vực dậy kiên cường. Sống mạnh lên như sư tử vương, sống mạnh lên như sư tử. Sống oai hùng như con voi chúa, sống oai hùng như con voi chúa. Sống sinh thẳng tiến về phía trước, sống sinh thẳng tiến về phía trước. Cả hết cái đời này cho nó nhẹ tên, cả hết cái đời này cho nó nhẹ tên. Đắp lên chiếc y giải thoát vô thượng, đắp lên chiếc y giải thoát vô thượng. Trải nghiệm cuộc sống của các bậc hiền thánh, trải nghiệm. Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc, quá hạnh phúc. Tâm vui này tỏa rộng, tâm vui này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, cùng khắp thế giới này. Tâm vui này tỏa rộng, trời đất bao la, tâm vui này tỏa rộng, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la.